Thôi bây giờ mình đi lãnh đồ ăn coi thử nha. Xin chào các bạn. Chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày mùng 1 tháng 4 luôn. Mình mấy bữa trước á, là cách đây cũng 2-3 tuần gì đó, là chính phủ bắt học sinh phải nghỉ học. Rồi trên trường có gọi về là nói ông xã là lên lấy đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Mấy trường tiểu học và trung học ở đây là phát đồ ăn từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu. Có những trường thứ hai đến thứ năm, mà hầu hết những trường khác là thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ đến 12 giờ rưỡi đó. Mình nghe là như vậy, ông xã nói lại vậy đó. Thì mình nói thôi, mình đâu có cần lấy đồ ăn đâu, mình đủ ăn rồi. Nhưng mà ảnh nói thôi, cái ngày nào bà xã nghỉ thì bà xã cứ đi với mình để mình quay lại cái cảnh người ta phát đồ ăn cho học sinh như thế nào. Người ta không hỏi tên tuổi ở trường, miễn sao mình có con với 18 là mình cứ tới, mình đi vô trường mình lấy thôi. Thì bên này mình cũng đi thử để mình quay những cái cảnh là người ta phát đồ ăn như thế nào, với là món ăn là có ngon hay không. Mình nghĩ rằng trong thời buổi này thì đồ ăn thì mình không có đòi hỏi gì cao sang hết, mình chỉ đi lãnh về để quay cho các bạn coi thôi, chứ thực ra trong nhà mình nó tủ lạnh đầy luôn, đồ ăn rất là nhiều. Mà luôn tự mình nghĩ thì mình quay video để quay những cái cuộc sống bên Mỹ, chính phủ Mỹ hoặc là trường học ở Mỹ phát đồ ăn như thế nào cho các bạn coi nhé. Bây giờ các bạn cùng đi với mình nhé. Giờ mình rời nhà mình đi nha các bạn. Mình sẽ tới trường, trường rất là gần. Chắc từ đây tới đó không biết mấy phút, chắc là cũng 2 phút, 3 phút gì đó. Rồi ra con đường. Bây giờ mình ăn trong đường hẻm thì mình thấy nó vắng. Để mình lát nữa mình ra đường cái, mình coi thử nó như thế nào. Chỗ này là xe Ford nè, thường thường ở đây người ta đậu. Cái chỗ này là cái chỗ mà Bắc Kinh á, cái chỗ người ta đậu xe nhiều để đi làm, nó thường thường là đông lắm. Mà bây giờ các bạn nhìn vô không có một cái chiếc xe nào đậu hết. Tại vì toàn thể là đóng cửa mà, trừ trường hợp những bệnh viện hay là những người nào làm về ngành y mới được đi làm, với là những cái chợ mà cần bán đồ ăn hay là nhà băng thì mới được mở, nhưng mà giới hạn thôi nha. Ồ, đường này anh ơi, không có một người luôn nè. Ồ, có chiếc xe bus. Bây giờ mà chiếc xe bus mà vẫn chạy để giúp những người không có phương tiện đó. Thấy tội nghiệp không? Những người không có phương tiện là người ta đâu có, cũng phải ngồi trên xe bus đi thôi. Mặc dù là cách ly 6, tức là 6 feet á, là 2 mét á, một người đứng xa người kia 2 mét, làm sao mà người ta ngồi trong xe buýt được, nó không biết nữa. Giờ mình chuẩn bị gọi qua đường khác đó, chứ xe buýt đậu bên mình không thể quay bên trong được, tại vì bên này kỳ lắm, mình ở ngoài không có nhìn thấy vào bên trong thì nhìn ra ngoài rất là rõ. Còn con đường các bạn coi nè. Và bây giờ đó các bạn thấy một đường xe dài không? Người ta đang đứng để lãnh đồ ăn đó, mà tại sao người ta không bước ra ngoài? Mình không biết nữa, để lát nữa mình quay cận cảnh cho các bạn coi. Còn đây là xe của mình nè. Đó, xe của mình cũng chuẩn bị để mà đi lấy đồ ăn đó các bạn. Sau xe mình cũng có nhiều xe khác nữa, mình chỉ đứng bên kia thôi. Chờ một chút xíu nha, lát nữa mình quay coi thử mình có được bước ra ngoài lấy đồ ăn không nhé. Bây giờ từng xe một tới, các bạn thấy chiếc xe cảnh sát là bên trái thấy không? Nó là bên trái để nó canh á, còn bên này bên tay phải là để phát đồ ăn. Để mình coi người ta phát như thế nào cho chiếc trước. Mình không được đi ra khỏi chiếc xe. Và đây là những người ta hỏi là mình có bao nhiêu người đó các bạn. Đưa tay lên hỏi có bao nhiêu người. Đó các bạn, người ta tới nó hỏi. Mình đưa tay mình nói mình là có 2 đứa con nít đó. Những người đó người ta làm. Đây là trường của trường trung học, tức là lớp 12, lớp 9 đến lớp 12. Ồ, thế là nó bỏ trong bịch á. Bỏ bịch người ta làm sao nữa. Thank you so much. Thank you, thank you, bye. Ồ, người ta bỏ vào trong cửa sổ của mình đó các bạn. Mở cửa ra bỏ cửa sổ. Những bạn trẻ này làm rất là giỏi. Rồi đồ ăn đó các bạn thấy không, để mình quay đồ ăn bên này nè các bạn. Đó, để sẵn vậy đó các bạn. Nó hỏi mình có bao nhiêu người mà trường mình đã lấy rồi. Trường này là trường Luther Burbank High School hay Middle School? Thì từ lớp 9 đến lớp 12 là trường trung học đó. Rồi bây giờ mình sẽ có dịp mình đi qua trường khác nha các bạn. Giờ mình hướng ra khỏi, mình rời trường rồi, nó phát rất là nhanh. Nó bỏ sẵn trong bịch nó phát. Rồi lát này mình đem về nhà mình chia sẻ như thế nào. Thường thường là đường nó rất là đông đúc mọi người nha. Thường thường mà khoảng chừng 11 giờ trở lên là nó đông lắm, rất là kẹt xe.
mà bây giờ là trên đường cũng có xe nhưng mà cũng rộng rãi cho mọi người đi thoải mái ha. Đây cũng là cơ hội cho những gia đình ha. Thường thường cha mẹ con cái đi làm, sáng sớm là cha mẹ đi làm, con cái đi làm không có gặp nhau được. Tuy cái cuộc sống bây giờ thì nó hơi buồn tẻ chút xíu, nhưng mà gia đình ngược lại là gia đình được tụ tập bên nhau ha, đoàn tụ bên nhau. Gia đình được ăn một bữa ăn thật là ngon miệng cùng với gia đình ha, vui vẻ bên nhau. Hy vọng vài tháng nữa thì mọi thứ nó đâu vô đó. Nhưng mà cái cuộc sống thì con cái thì sáng sớm cũng phải lo cho tương lai học hành, thì cũng phải đi học lại. Rồi cha mẹ thì cũng phải lo đi làm để có tiền trả tiền rent, trả tiền nhà, phụ thuộc mỗi thứ ha. Thì có cái này thì phải mất cái kia. Gia đình đoàn tụ ăn cơm nhau thì không có trả tiền, nhưng mà cũng đỡ, chính phủ đã lo một phần rồi. Có nhiều người người ta ăn, người ta low income thì chính phủ ăn tiền này tiền kia, thì mỗi tháng đã có tiền phụ thuộc giúp đỡ rồi. Còn trừ những cái người mà không có phụ thuộc về chính phủ, không có ăn tiền chính phủ đó, thì bắt buộc phải đi làm. Ở Việt Nam thì khỏe lắm, ở Việt Nam thì gia đình có cái nhà ở rồi. Quan trọng bên Mỹ là phải có cái nhà, có chỗ ở thôi. Còn món ăn thì ăn cơm với nước tương, nước mắm cũng không sao. Còn ở bên đây mà không có nhà ở là đi ra ngoài đường ở. Ở bên đây là cực khổ hơn ở bên Việt Nam nhiều. Việt Nam cho dù không có đồ ăn cũng có nhà ở đó. Nhưng ở đây thì người dân của mình thấy người hải ngoại của mình cũng nhiều khi cũng lượm từng cái lon, rồi đi vòng vòng lượm lon cực khổ gửi tiền về Việt Nam đó. Ở đây thấy cực khổ mà Việt Nam sung sướng, mà cũng Việt Nam lúc nào cũng chia sẻ đó. Người hải ngoại cũng chia sẻ với Việt Nam, anh lúc nào cũng nhớ về Việt Nam. Nhưng mà anh nói vậy thôi chứ bên Mỹ là những nhà nghèo là chính phủ bao hết từ A tới Z luôn. Nói vậy chứ đâu có bỏ vô đâu. Bao tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền xe mà cũng có thể 2.000 bảo trợ đó, tiền bảo hiểm rồi tiền mọi thứ hết á, đâu có tốn gì đâu mà người ta còn dư nữa. Chứ chỉ có mấy người giàu quá người ta mới sợ mất nhà thôi, tại vì người ta phải mua nhà bự quá phải sợ mất. Chứ đâu có như mình nói thì nói vậy thôi chứ. Phá. Vô đó giờ vô đây thâu được luôn, vô trong thâu luôn. Được cái trường thứ hai. Trường thứ hai cách trường thứ nhất cũng như là 7 phút. 7 phút chạy xe đó các bạn, tại vì đường không có kẹt xe. Giờ cũng bạn thấy không, cái trường đây là trường của tiểu học, cũng là tiểu học mà từ lớp 1 đến lớp 8 đó các bạn. Do support ở Sacramento á. Chạy đến. Sẽ chuẩn bị chạy đến để nhận đồ ăn đó các bạn, để coi người ta sẽ bỏ đồ ăn như thế nào. Té ra là người ta mở cốp ra. Người ta chỉ mở cốp ra rồi người ta bỏ cái cốp xe đó các bạn. Giờ mình ra khỏi trường rồi, mình không quay đồ ăn tại vì nó để xa quá mình không có thấy được. Nó chỉ đem ra ngoài thôi. Đây là cái trường, nó đem ra ngoài rồi, nó từ trong trường rất là xa, nó đem chạy ra ngoài. Để coi cái trường này đây. Trường cái tên đó, cái trường mới cho mình đồ ăn là tên là Rosa Parks Middle School á. Bạn thấy rõ không? Cũng gần nhà mình lắm. Rồi bây giờ là mình đi khỏi trường. Người ta bỏ trong cốp thành ra mình không biết trong đó có gì. Và bây giờ mình sẽ đi về nhà nha các bạn, rồi mình sẽ chia sẻ những cái món ăn gì trường nào tặng cái gì nha các bạn. Bây giờ mình đã về tới nhà rồi các bạn, mình sẽ chia sẻ những cái gì trong này nha. Cái bịch thứ nhất á là bịch của trường đầu tiên, là trường trung học á, từ lớp 9 đến lớp 12 nha các bạn. Còn cái bịch thứ hai á là của trường từ lớp 1 đến lớp 8. Trường thứ hai mình đi đó, bây giờ mình chia sẻ. Các bạn thấy có số 2 không? Lúc mình tới thì nó hỏi mình có bao nhiêu người. Ông xã nó là 2 người cho nên nó đưa cái bịch có 2 phần trong này. Giờ mình sẽ đổ ra nha. Thứ nhất là thấy 2 bình sữa đây nè. Có chất bổ đàng hoàng thì cho con nít mà. Rồi đây là phần thứ nhất. Bây giờ thì món ăn cũng đơn giản thôi, nhưng mình thấy cũng được, cũng đầy đủ tiêu chuẩn. Đó là bịch thứ nhất. Đây là phần thứ hai. Thế còn gì không? Còn 2 cái cục này nữa, không biết cái gì đây.
mà nó gói kín vậy. Lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn cái này là cái gì nha các bạn. Rồi đây cái trường thứ nhất nè các bạn. Thì mình qua trường thứ hai, mình phải dùng bao tay á, mình không dám đấy. Mình đổ ra đây là một phần. Cái phần thứ hai cũng nhiều ghê chứ, nhiều quá. Trường thứ hai nhiều, ô tại vì cho con nít. Ô còn hai bịch giấy nữa, hai bịch giấy này là cái gì đây? Mình cũng đổ ra luôn. Ồ, cam. Ô cũng có giống cái trường kia nè. Rồi cũng có sữa. Hầu hết là những trường ở đây là đều giống nhau, mà sao trường này nó cho nhiều ghê á. Chắc là trường con nít thì nó cho cần chất bổ nhiều hơn để phát triển hơn, còn lớn rồi mà tụi kia lớn rồi ăn ít cũng được. Ồ nhiều ghê á. Ồ đổ ra hết rồi. Đây là hai phần. Đây là trường thứ hai, còn đó trường thứ nhất. Giờ mình dục mấy cái này đi, mình không có xài được cái này. Rồi lát nữa mình sẽ lấy mấy bình sữa đi rửa, tại vì mặc dù sạch lắm nhưng mà người ta khuyến khích mình là phải đi rửa trước khi xài mấy cái bình mà có ngoài. Hồi xưa thì mình không cần nhưng bây giờ là mình phải cần. Giờ mình sẽ lấy những cái bình sữa này mình đi rửa hết những cái bình sữa. Bên này cũng có, ô, có mấy juice, mấy là nước cam với lại nước trái cây. Mình đem đi mình rửa cho chắc ăn. Đồ không đưa đó các bạn, đem một lần cả đống vậy đó, rửa một lần luôn. Mình rửa xong mình sẽ tới lại mình nói là mình đã có cái gì. Ồ đồ không đưa thiệt cả nha, ôm một lần cả mớ. Rồi bây giờ để mình coi thử mỗi trường cho cái gì, để mình so sánh hai trường thì giống nhau với khác nhau gì. Đó là lý do mình đi hai trường đó các bạn, cho thường thường một trường là đủ rồi. Mà hầu hết thường thường là mình không có đi nữa, nhưng mà đợt này là mình đi để mình chia sẻ với các bạn coi có cái gì nha. Cái trường thứ nhất là có hai hộp cereal, tại vì hai phần cho hai đứa nít nè các bạn. Rồi để coi bên kia có cái gì. Cũng hai hộp cereal giống y chang nhau. Ở đây cái này cũng quan trọng đó các bạn, cho ăn buổi sáng. Thường thường người ta ăn với sữa. Hộp cereal người ta đổ sữa rồi con nít nó ngồi nó ăn á. À, các bạn thấy không, có hai hộp sữa này. Đó, cho hai phần ăn với cereal nha. Rồi bên này cũng có hai hộp sữa. Đó, hai hộp sữa này. Sữa này làm cho con nít tức là chất lượng rất là bảo đảm, người lớn cũng bảo đảm. Rồi cái tiếp theo là mình sẽ nói về cái gì để coi. Ô, bên này nó có hai hộp cái này là giống như cookie mà có cheese á, có phô mai trộn ăn hơi mặn mặn, béo béo ngon lắm các bạn. Để coi bên kia nó có cho cái đó không. Ồ bên này không có nhưng mà nó cho cái khác này các bạn. Nó cho như cho hai cái loại này thì ngọt mà có sô cô la trộn á, hai gói sô cô la. Rồi tiếp theo là cái này là hộp hướng dương đó các bạn, cho ăn tráng miệng hộp hướng dương. Coi bên này có hộp hướng dương không. Ồ không có hộp hướng dương. Đến tiếp là mình coi có thấy nho. Các bạn có thấy nho nè. Bên này một phần được hai hộp luôn các bạn. Nho khô á. Cái này ăn cũng ngon lắm. Lúc mà buồn buồn ngồi ăn cũng vui. Một người được hai hộp á, cũng được quá ha. Còn bên này, ô một người được có một hộp các bạn. Nhưng bù lại thì hồi nãy mình nói nè, bên này nó có hộp hướng dương. Rồi có tiếp theo bên này có cái gì. Ô có hai nước juice. Tức là trong này là có là thơm, táo, cam. Là nước này là nước nước ngọt giải khát đó. Thơm, táo, cam mà làm cho con nít. Tức là nó đều là natural, tức là chất lượng đó, là từ không có pha chế gì hết, nó có chỉ là bỏ một chút xíu preservative thôi, nhưng mà cái này là gốc chính luôn, organic đó. Coi bên này có gì. Ồ bên này thì có orange juice, cũng là 100% natural luôn các bạn. Đúng là organic luôn á, thiên nhiên á, tự nhiên á. Rồi coi thử bên này. Ồ bên này có được hai hộp đồ ăn nè, hai hộp này là trong này có táo mà để ăn sẵn, là không có bỏ đường nha các bạn. Nó xay sẵn, nó không có bỏ đường. À, cho con nít nó ăn nó khỏi bị tiểu đường. Càng ngừa càng đường càng tốt, tại vì con nít ăn kẹo dữ lắm. Bên này thì không có, nhưng mà lợi cái thì nó cho nho. Rồi món tiếp theo là bên này có gì. Ồ, cái này là corn dog á, để mình mở ra coi nha. Corn dog là trong là nó có thịt ở trong á, không phải thịt mà cái làm cái cuốn như Việt Nam là sausage á. Đúng rồi, chó nóng đó, no, sausage mà nó ở ngoài là bắp mà nó nướng á, bắp nó nướng cái nó bọc lại hai phần, trong này là thịt sausage. Mình không biết tiếng tiếng kia gọi là gì nhưng mà gọi là sausage bên Mỹ. Hai phần này các bạn, đây là phần thứ hai. Còn coi bên này có không? Ồ bên này không có thịt nha. Lạ kỳ nha. Thường thường á là mình thấy là nghe Mimi con mình về nó nói là có đồ ăn ngon lắm mỗi ngày, mà đi lát nó hỏi nó thử mỗi ngày nó ăn cái gì mà sao bên này không có thịt. Ồ mình nghĩ chắc là thời bây giờ là cái thời
con vi khuẩn này nè, cho nên người ta có được chừng nào thì người ta cho chừng đó thôi. Còn bên này người ta có hot dog thì người ta bỏ hot dog vô để cho có chất bổ cho con nít một chút xíu. Nhưng mà cái này là high school rồi, high school là lớp 9 đến lớp 12, còn bên này là lớp 1 đến lớp 8. Ồ, thì bên này không có thịt, nhưng mà cũng sao các bạn, nó cũng có nhiều lắm, chừng này ăn đâu có hết cho hai người. Mình lấy về vậy thôi chứ hai đứa nhỏ ăn nó ăn đâu có hết đâu. Còn tụi mình thì mình ăn khác một chút. Rồi, Mimi Lily ơi, ra ăn con ơi. Ra ăn phần của mấy con nè, ra ăn. Rồi, ngồi đây. Cho hai đứa nhỏ nó ngồi nó ăn cho nó vui. Rồi, muốn ăn gì ăn. Thích cái gì con lấy hai cái dĩa đi con. Bên này mày có cái dĩa rồi nè. Rồi hai đứa ngồi vô ăn đi. Rồi ngồi ăn thoải mái. Ngồi đây nè, ngồi vô giữa đi con. Hai đứa bữa nay hai đứa đặc biệt chính. Ừ, hai đứa là bậc trực chính. Còn anh ăn ngồi ăn cho vui luôn anh đi. Hình như có món gì của anh đầu kia đó. Anh hot dog rồi. Ừ, anh hot dog rồi. Rồi có dĩa con cần ketchup không con? Ê, ketchup của Lily nè. Ồ, chấp của Lily nè. Rồi, Lily ăn gì là cứ ăn thôi. Cũng ăn siro gì. Nè, con ăn hot dog không? Muốn ăn cái nào ăn? Còn mình đâu biết ăn gì, chắc mình lấy cái cookie mình ăn đi. Lily muốn ăn gì ăn? Các bạn thấy không, đại khái sữa này quan trọng lắm. Con nít dỗ xong phải cần sữa để mà nó lớn đó các bạn. Nó cao á, thì mình thì bị lùn rồi. Xưa mình ở Việt Nam mình nghèo lắm, mà mình thật ra mình đâu có sữa nhiều đâu uống, mình toàn uống sữa mà sữa ông thọ mà cũng hiếm lắm chứ các bạn, không có được nhiều. Mình thì ăn hot dog. Anh ăn gì dữ vậy? Sarachi, sarachi là thường thường là Lily thích cái này, Lily thích ăn mì á, mì gói bỏ cái này lên ăn sarachi. Anh chơi một nửa cái đó thôi, em không ăn cái đó nhiều. Đưa hết đi mọi cái thứ đi. Nhưng mà em ăn một nửa thôi. Em phải lấy cái dao em cắt, em đâu có ăn như vậy. Mình ít khi ăn hot dog lắm. Mình không có thích hot dog lắm, nó ngon lắm các bạn, nhưng mà tại vì nó có mỡ nhiều thành ra mình ít thích. Mình thích ngọt nhiều hơn. Hỏi Mimi, Lily, Mimi, trong trường con thường thường ăn cái gì hết con? Hamburger and pasta. Rồi gì nữa? And pizza. Oh, pizza. Oh, con ăn bánh hamburger với pizza hả? Yeah. Mà bây giờ với gì nữa? Có gà là gì không? Nachos. Có gà không? No. Không có gà hả? Thường thường trong trường nó có. Ăn có thịt thì hầu như là cũng mỗi ngày đó. Nhưng mà bây giờ là cái thời này rồi mà mình đòi hỏi gì nữa cho vậy là quá đáng rồi. Mình không muốn lần đầu tiên mình đi lấy đó các bạn. Ở bên này mấy chục năm mà lần đầu tiên đi lấy đó. Mùa hè các bạn có biết không? Mùa hè là người ta cho nhiều lắm. Người ta cho ăn mỗi ngày luôn á. Còn con nít ăn mỗi ngày buổi sáng với buổi trưa. Mình tới đó mình ăn. Mà một tuần chỉ được 5 ngày. Không, 4 ngày thôi. Thứ hai đến thứ năm. Đó này của mình tự nướng nha. Mình mua mình nướng. Cái này là mua mình nướng. Không có lẩm đó đồng ra nha. Cái này là khác. Cái này mấy đứa nó ăn, còn cái này là mình là ăn riêng, mình không ăn cái đó. Ừ, ăn cũng được, cái này cay ha. Ngon Mimi. Ngon. Lily. Ngon. Các bạn biết không, thường thường trong trường á, là nó ăn cái siro này trước nè, nó bỏ vô trong sữa nó ăn. Nhưng bây giờ nó làm biến á các bạn, tại vì nó dậy trễ, ngày nay ai cũng dậy trễ, 11 giờ, gần 11 giờ mới dậy rồi đi lượm đồ ăn về. Mình thì ăn cái này cũng hạn chế thôi, những người nào mà bị cao mỡ không ăn nhiều nha, trong này nó có mỡ nhưng mà ngon lắm. Mình nghe nó có mỡ thôi, mình không biết. Cái hot dog nó dài lắm, hơn một ngang tay của mình luôn á. Thiệt là thích ăn hot dog. Những cái bình sữa này nãy là mình rửa sạch hết rồi đó các bạn nha. Mà thấy còn có nước không? Bình sữa mấy cái này mình rửa hết nè. Các bạn thấy mấy cái này mình rửa. Bất cứ cái gì trong này là mình rửa thiệt sạch rồi. Hồi xưa mình không cần rửa đâu, nhưng bây giờ mình nghe vậy mình rửa, mặc dù người ta làm rất là kỹ. Tại vì cho con nít hay là cho bất cứ cái kỹ, người ta đeo bao tay, người ta làm kỹ lắm. Với là những cái này là nằm trong cái hộp bự á, hạn chế mà, hạn chế đụng vô càng nhiều càng tốt. Nhưng mình vẫn rửa, mình sợ. Nó kệ, sao? Hy vọng là vài tháng là mình ok à.
Các bạn thấy không, ở bên Mỹ này á, con nít rất là quan trọng. À, Kiệt cũng hy vọng cái nước Việt Nam mình á, học theo cái đường lối đây nè. À, Mỹ này cái thứ nhất là con nít ha, cái thứ hai là người già ha, còn cái thứ ba là đàn bà, cái thứ tư là súc sanh, con chó, cái thứ là mấy con thú vật đó, cái thứ năm mới là đàn ông của mình, đúng không? Đó, đàn ông của mình là đầu bỏ. Anh nói kỳ vậy, Việt Nam đàn ông đánh đàn bà quá trời, đi nhậu về đánh đó quá là trời. Ở Việt Nam thôi, còn bên Mỹ là khác nha. Bên Mỹ là đàn ông là dục thùng rác. Ừ, cũng đó, tùy nha. Đúng không? À, với lại Mỹ này rất là hay nha. Người ta rất là quan trọng về con nít, lý do tại sao? Người ta đào tạo con nít là chất xám đó, đầu tư chất xám. Hy vọng là nước Việt Nam mình á, Kiệt thấy trên coi nhìn mấy cái video tin tức á, thấy Việt Nam mình mấy con nít của mình á rất là học giỏi nha. Mà đi học mà giống như đi những cái làng xa xôi đó, lội ruộng, lội nước, lội sông mới đi học, rất là cực khổ ha. Còn ở bên đây á, nước Mỹ này á, người ta chuộng những nhân tài, không cần biết là bạn là nước nào hay là phong tục gì. Ở bên Mỹ này rất là hay nha các bạn. Mỹ này là người ta đào tạo chất xám ha. Những con nít mà người ta đi học á, người ta đầu tư rất là nhiều, lý do tại sao? Những con nít này á là đã trong tương lai là những cái vị này giúp cho đất nước càng ngày càng mạnh ha. Nước Mỹ này rất là thông minh nha. Mỹ này thực sự á không có tài giỏi gì đâu, nhưng người ta rất thông minh. Không cần biết bạn là từ phương nào tới, quốc tịch như thế nào, nguyễn là bạn giỏi thì người ta sẽ dùng bạn và tôn trọng bạn. Bởi vì nước Mỹ này mạnh là như thế, là mạnh là thế đó đó. Còn kiểu thấy ở Việt Nam có nhiều người Việt Nam á, rất là nhiều người giỏi nha. Mà những người đi học, nhiều khi những người mà đi học ra rất là cái đại học đồ, bác sĩ rồi, nhưng mà không có cơ hội để giúp nước. Đó. Hy vọng là Việt Nam mình nhiều khi phải đầu tư thêm để cho các bé, tại vì những các bé đó là những mầm non á, mầm non cho tương lai đất nước của mình, là như vậy đó. Hy vọng như vậy. Yeah. Nhưng bây giờ nghe nói Việt Nam cũng đỡ rồi, thì mình nghe vậy á thì có mấy bạn học giỏi lắm mà nhà nghèo á thì nhiều khi cũng bị hơi thiệt thòi một chút. Hy vọng là Việt Nam mình mở rộng vòng tay một chút cho người ta học bổng, thì người ta có thể trở thành một nhân tài cho sau này. Mình cũng thương người Việt Nam mình lắm, tại vì mình là người Việt Nam mà mình cũng nghe trên Internet nói vậy thôi, chứ mình bây giờ thực tế thì mình không có biết. Internet nói rất là nhiều về Việt Nam mình, nhưng mà thực tế mình không biết, tại vì cũng lâu lắm rồi mình chưa có trở về lại. Mình không phải nói chuyện về chính trị, nhưng mà mình thấy như vậy. Mình thấy mình chỉ nghe mình nói vậy, nhưng mà hy vọng là không phải vậy. Thấy không, thấy bên Mỹ là người ta đầu tư về con nít rất là nhiều. Con nít rất là quan trọng, cho dù như thế nào con nít là quan trọng, rất là quan trọng. Các bạn thấy không, even bây giờ họ đã cho học sinh nghỉ học rồi nha, nhưng mà có nhiều trường là phát cái máy vi tính của mình đem về, và trong máy vi tính là có wireless ha, là có là internet nha, sẵn cho học sinh để học. Họ không muốn tuy nhiên là bây giờ là virus corona rất là quan trọng tính mạng, nhưng mà họ muốn học sinh càng ngày càng học hỏi để không có thể nào quên lãng sự học hành. Dạ, gián đoạn á, sự gián đoạn sự học hành á. Cho nên tụi nhỏ này về á cứ lâu lâu nó phải kiểm tra internet để nó làm bài tập. Đúng đó rồi, đó bạn. Cô giáo gửi bài homework cho mình, cho dù mình ở nhà mình cũng phải làm homework để cho mình được có quên lãng sự học hành. Lý do tại sao một phần hôm nay là cái thứ nhất mình lãnh cái này về để chia sẻ với các bạn. Cái thứ hai á là mình muốn cái này về để cho mấy đứa này nó ăn, mấy đứa con mình ăn để nhớ lại trường. Tại nhiều khi mấy đứa nó không có nói mình, nhưng mà trong lòng của hai đứa bé này cũng nhớ trường, đúng không? Cái gì cũng vậy. Giống như Việt Nam mình sau khi mình mùa hè, mình được nghỉ hè, nhưng mà mình cũng vẫn nhớ các bạn, đúng không? Ở đây là cũng vậy, mình chia sẻ. Và hôm nay là mình Honey có chia sẻ gì nữa không? Thì anh nhắc vậy thì mới nhớ hai đứa nhỏ nó có nói muốn đi học lại không à. Nó ngày nào nó cũng muốn đi học lại hết á. Nhưng mình cũng muốn nó nghỉ để nó chơi cho nó vui. Có nhiều ngày hồi xưa đi học á thì nó mẹ ơi con muốn nghỉ vài ngày để con chơi, mà bây giờ thấy nghỉ lâu quá, mẹ 2 tuần rồi.
thì nó lại muốn đi học lại. Nó học 1-2 ngày chứ không phải học nguyên tuần đâu. Bây giờ nó cũng ham chơi rồi, vẫn làm homework, homework làm nguyên ngày luôn. Chưa kịp mở computer lên, mẹ 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 con không làm là con bị ép đó mẹ ơi. Nó chăm lắm thì mình cũng mừng. Đứa nhỏ bên này, con nít bên này mình rất là khó dạy nha các bạn. Nhưng mà hên một cái là hai đứa nhỏ này nó rất là ngoan. Lê muốn sửa không? Chỉ có cái là một nhóc mà bị lùn giống mình bị lùn quá các bạn. Thành ra không phải là lùn lắm nha. Ở bên Mỹ thì không có cần lùn hay câu. Quan trọng là cái đầu của mình. Quan trọng là knowledge của mình, sự học thức của mình. Bây giờ bạn lùn hay cao cũng vậy, quan trọng là cái bằng, cái bằng là cái đầu óc của mình thôi. Mỹ này không có cần phải, thì thấy ở Việt Nam là phải giống như phải đi vô hãng xưởng là khoảng chừng 30 tới 35 tuổi, sau khi 35 tuổi là đào thải ha. Bây giờ ở bên Mỹ các bạn, cho dù các bạn 60 tuổi mà các bạn cái đầu của bác bạn rất là giỏi và đủ knowledge, đủ kiến thức mà để giúp đất nước là Mỹ này dùng rất là nhiều, không giống Việt Nam đâu. Việt Nam là phải ấn định bao nhiêu tuổi, bên Mỹ này nguyện bạn mà có đầu óc sáng tạo và giúp đỡ đất nước là họ dùng hết. Lý do tại sao là nước Mỹ là như vậy đó. Anh nói vậy cũng mừng, cũng thank you. Hồi xưa mình đi học ra trường đó các bạn, lúc đó là chưa ra trường nha, mà mình cũng trong đám bạn là mình cũng nhỏ con hơn những đứa khác. Mà khi mà nó tới mà nó lựa chọn mình đó, để mà nó nhận vào công việc của nó, công ty của nó, là nó chỉ cần đưa tờ giấy thôi. Công ty thì thuốc đó, về dược đó, thì nó chỉ đưa tờ giấy, nó nói bây giờ mày muốn làm chỗ nào, thì mình nói tao muốn làm chỗ đó là gần nhà đó. Thì nó bây giờ mày làm chỗ này ha, thì không có chỗ, nhưng cái mình chọn chỗ khác cũng gần nhà luôn. Lần đầu thì mình chọn gần nhà ông xã, nhưng mà nó nói không có, tại vì chỗ đó người Việt nhiều lắm, thành ra cũng có cơ hội. Xong mình chọn cái địa điểm thứ hai là gần nhà mình, là gần nhà mẹ của mình đó. Thì nó nói mày chọn cái thứ hai này ha, tao cho mày 15 ngàn, tức là nó cho mình ký liền á, ký hợp đồng 15 ngàn cho mày trước, tiền túi, cái tiền này không phải tiền lương nha, cái tiền là mình gọi là commission hoặc là bonus đó, nó cho mình liền, cho 15 ngàn mà chắc là cũng lâu rồi, mười mấy năm rồi. Bây giờ thì mình nghĩ không còn vậy đâu, chắc là chỗ xa xa mới được. Mà mình nghĩ lùng thì hồi Việt Nam mình rất là tự ti về mình, nói lớn lên mà mình lùng vậy làm sao. Việt Nam thì lựa chọn phải là hình thức nữa chứ các bạn, phải vừa giàu, hình thức mà phải đẹp nữa. Mình là vừa xấu vừa lùng. Khi đó rồi mình nó chọn mình nói mừng quá, cái vậy hả. Thì trước khi mình ra trường cỡ 6 tháng thì nó đã lựa chọn mình rồi, tức là nó nói bây giờ mày ký hợp đồng, tao cho mày làm liền. Mình cũng mừng nữa, thì tại vì mình ra mình đâu cần đi xin việc đâu, mình cũng chẳng cần nộp đơn chẳng gì hết. Mình chỉ tới cái, nó có một cái workshop, tức là một cái hội tất cả những cái công ty thuốc tới, công ty CVS hay là Walgreens hay Walmart, tất cả mấy chục công ty luôn, nó tới để nó cạnh tranh nhau để mà nó khuyến khích mình tới. Nhưng mình chỉ tới một chỗ là mình tới Walgreens thôi, mình không đi chỗ khác, tại vì Walgreens nó gần nhà mình. Hồi xưa mình ở nhà mình á, ở nhà mẹ mình á. Rồi nhận, rồi nó cho mình 15 ngàn. Rồi 6 tháng sau mình ra trường, mình thi đậu bằng là mình làm thôi. Và mình làm đến bây giờ luôn á. Nhiều khi chỗ khác nó cũng kêu mình qua chỗ khác, nó cho tiền gấp đôi á, nó cho mình ký tiền gấp đôi là 30 ngàn. Mà mình nói thôi mình làm đây quen rồi, là vậy đó. Thành ra đây là xứ sở của cơ hội mà các bạn. Hy vọng nếu mà các bạn nào qua bên này á, thì cũng được giống như mình, hoặc là hơn mình. Mình thấy là mình rất là may mắn, nhưng mà các bạn qua mình nghĩ là may mắn giống mình hoặc là hơn mình. Tương lai á, mình sẽ làm một cái video clip là mình nói về những cái gì mà mình đã trải qua lúc mà mình đi làm nha các bạn. Hoặc là mình sẽ làm thêm một cái video nữa là cho những các bạn trẻ là muốn vô trường dược giống như mình á, thì phải cần những cái gì, phải làm như thế nào. Mình sẽ làm những cái video kế tiếp, tại vì bây giờ mình được nghỉ tới 10 ngày là các bạn. Không phải là nghỉ vì con vi khuẩn đâu nha, cái ngành mình là mình không có được nghỉ nha. Mình nghĩ với phải là điều kiện là cần thiết để giúp cho gia đình mình mới được nghỉ. Còn cái này á, là năm ngoái á, là mỗi người sẽ lên internet đăng ký là được nghỉ phép bao nhiêu ngày. Mình đăng ký là mình được 5 ngày, nhưng mình cộng thêm 4 ngày mà giữa chung lại thành ra 9 ngày là 10 ngày đó. Chứ không phải là mình bị nghỉ đâu, hoặc là người ta bắt mình nghỉ đâu, không phải đâu. Đấy là mình tự nghỉ từ lúc năm ngoái, là mình đã là chọn từ đi chơi đó. Mình đã chuẩn bị từ năm ngoái cho đến năm nay, nhưng mà cái số tiền mình đã đầu nay hết rồi, mình đầu nay mát rồi. Mình cho hết rồi, thành ra mình cũng cơ hội mình ở nhà luôn, mình đâu bây còn tiền nữa. Không có tiền ở nhà đây, chứ bây giờ tại cho hết rồi chia sẻ mọi người. Với lại vi khuẩn mình cũng đâu có đi được, thành ra mình luôn tiện. Mình nói trước video cách đây là một tháng, mình nói đó là mình dự định tiền mà tháng này là mình đi chơi mình đó. Đi chơi. Nhưng mà vi khuẩn rồi, thành ra mình không đi chơi, mình lấy cái số tiền mình
mình mua đồ mình cho thôi. Mình ở nhà, giờ mình ở nhà được 10 ngày mình sẽ làm một vài video video để cho các bạn chia sẻ các bạn. Nếu các bạn thích thì các bạn nhấn nút giùm nha để ủng hộ cho ảnh nha. Tương lai năm 15 nếu mà nếu các bạn ủng hộ càng nhiều mà nếu mà anh có kinh phí á, thì mình những làm những điều tốt đẹp hơn nữa. Thôi bây giờ mình sẽ cùng mấy bé để mình cho mấy bé ăn mấy cái này. Okay. Thực ra cũng, rồi mình cũng ăn xong bữa ăn. Cảm ơn các bạn nhiều đã theo dõi chương trình của ông xã mình Bước Chân Âm Thầm. Cảm ơn các bạn. Hai bé cảm ơn các bạn luôn. Cảm ơn các bạn. Thì Kiệt cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, ông bà, cô bác, anh chị và các em đã ủng hộ kênh YouTube Bước Chân Âm Thầm. Mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ bên người mình yêu và có một giấc mộng đẹp đẹp đã nhé. Ok, bye bye. Bye bye. Bye.